Trân trọng chào đón quý khán giả của Người Việt TV đến với câu chuyện thời sự hàng tuần. Hôm nay là thứ Sáu ngày 4 tháng 8, 2023. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, thì Tổng thống Joe Biden đã cho biết là lãnh đạo của Việt Nam muốn hội đàm với ông ở tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 sắp tới ở tại Ấn Độ, nhằm thảo luận về việc nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt. Chúng ta biết là từ lâu thì Hoa Kỳ đã muốn nâng cấp quan hệ song phương lên mức cao hơn, nhưng mà Việt Nam thì vẫn e ngại, có lẽ là vì không muốn làm cho Trung Quốc phật ý. Câu hỏi đặt ra là hiện nay trong bối cảnh thế giới với xung đột các nước lớn Mỹ, Trung, Nga ngày càng trở nên trầm trọng, thì Việt Nam liệu sẽ bảo vệ lợi ích của mình như thế nào qua chiến lược ngoại giao mà họ gọi là cây tre? Và liệu nhân thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ sắp tới, đôi bên lãnh đạo Mỹ-Việt có dàn xếp để mà gặp nhau? Và liệu Việt Nam có nắm bắt cơ hội để mà nâng cấp quan hệ với Mỹ? Cũng như là vấn đề hợp tác an ninh và hợp tác kinh tế đôi bên, nó sẽ gia tăng như thế nào? Thưa quý vị, chương trình cũng sẽ phân tích những cái bất cập của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm khá là ảm đạm. Và vị khách mời hôm nay, học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản, một nhà nghiên cứu uyên thâm về văn hóa, ngôn ngữ Việt-Nhật cũng như là về lịch sử và chính trị Việt Nam. Bích Trâm xin kính chào học giả Đỗ Thông Minh. Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào chị Bích Trâm và xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của đài. Dạ. Vâng, trước hết thì Bích Trâm xin mời học giả Đỗ Thông Minh có thể xin cho quý khán thính giả của Người Việt TV được biết qua về tình hình cộng đồng người Việt tại Nhật Bản hiện nay như thế nào, thưa ông? Nếu mà nói về cộng đồng Nhật Bản thì có lẽ tôi cũng thêm một tí xíu thôi, là cái đầu là nói về nước Nhật đó. Nước Nhật thì dân số bây giờ đó là 126 triệu, trước đây cao nhất là 128 triệu, mà trong 10 năm qua mỗi năm họ giảm 200 tới 250 ngàn, cho nên hiện tại là 126 triệu. Và diện tích của họ đó thì nhỉnh hơn Việt Nam một chút xíu cái phần Okinawa thôi. Nếu không thì cũng khoảng 300 ngàn cây số vuông. Và lợi tức bình quân của một người Nhật bây giờ đó là 40 ngàn đô la Mỹ một năm. Tức là GDP cả năm đó là hơn 5 ngàn tỷ. Trước đây thì Nhật đứng thứ nhì, nhưng mà bây giờ 10 năm qua đã bị Trung Quốc vượt qua. Và Trung Quốc bây giờ là đứng thứ nhì, thì Nhật đứng thứ ba. Riêng về cộng đồng chúng ta ở đây thì nó có một cái điểm đặc biệt là lúc đầu khi mà người Bhutan chúng ta tràn ra thì Nhật chưa có ký cái điều ước tị nạn. Khi mà ký cái điều ước tị nạn có nghĩa là họ sẽ nhận người tị nạn và họ sẽ cấp cái visa tị nạn cho người tị nạn đi các nơi vân vân. Sau đó thì bị Mỹ và các nước ép, là một nước giàu có như vậy mà cái hậu quả của chiến tranh Việt Nam thì Nhật phải đứng ngoài. Cho nên tới năm 1981 thì Nhật mới ký cái điều ước tị nạn, và người Việt Nam định cư đầu tiên là năm 1982. Thì trước đó ai mà tới Nhật thì Nhật cứ tìm cách đẩy đi, và các nước khác thì nhận với cái diện là tị nạn hoặc là nhân đạo hoặc là thân nhân vân vân. Tới năm 82 thì Nhật lại bắt đầu ngược lại khuyến khích số người tị nạn ở lại Nhật, và cho tới nay đó thì số người Nhật định cư, số người Việt định cư tại Nhật là 15.000 người, cộng với đoàn tụ gia đình là 30.000 người. Như vậy là tổng cộng có khoảng coi như là 30.000 người tị nạn. Nhưng mà số người đi lao động đó thì Việt Nam từ xưa chỉ có gửi đi lao động những nước xã hội chủ nghĩa thôi. Nhưng mà từ năm khoảng 1994 thì bắt đầu gửi đi Nhật nhiều, và con số nó tăng từ từ lên. Trong vòng vài năm trở đây thì con số tăng đột biến, cho nên bây giờ số người đi lao động tại Nhật là phần lớn, một số ít thì là đi du học, nhưng mà du học cũng giả dạng là du học thôi, chứ thực ra thì phần lớn cũng là lao động. Tổng cộng thì số người Việt ở nước ngoài đông nhất là Nhật Bản, và phần lớn là đi lao động. Cái nghề ở bên Nhật này đó, cái nghề nổi tiếng, truyền thống đó thì thưa là một cái nghề rất là đặc biệt, đó là nghề buôn bán máy móc cũ. Nước Nhật là một nước kỹ nghệ mà đất chật, cho nên máy móc cũ thì họ tìm cách họ thải, bán đi các nước Đông Nam Á vân vân. Thì các nước đó dùng lại những cái máy móc của Nhật, thí dụ như là Thái Lan hay mua đầu máy xe của Nhật nhưng mà dùng để làm động cơ của cái cano đó. Thì ở bên Thái Lan nó có cái nghề đó, và rất nhiều nơi Nga cũng vậy, mua những xe cũ của Nhật, bởi vì đồ Nhật thì rất là tốt, cho nên là đồ cũ họ cũng mua.
đó, thì đại khái cái nghề đó có những người là làm lâu năm rồi và vài chục năm nay bây giờ cũng có thể có cả chục triệu đô la trong tay với cái nghề cũ, nhưng mà cũng có nhiều người thì lúc rảnh thì cờ bạc với nhau thì thua trắng tay, tức là tay trắng vẫn hoàn tay trắng đó. Thế rồi còn 500.000 người qua bên đây đó, thì trong số đó có khoảng trên dưới 10.000 người là đi làm thảo chương viên, tức là programmer, những người tốt nghiệp đại học về ngành IT đó, mà Nhật nhận rất nhiều, và kể cả có công ty Việt Nam lập chi nhánh ở bên đây để cung cấp người viết programmer cho Nhật. Thì Nhật thiếu người. Ngày xưa đó Nhật là nước nhân mãn, 7 8 con, bây giờ một gia đình Nhật có 1,4 con rồi, tức là hai người mà không không có sản xuất ra được hai người để mà giữ thăng bằng nữa, thành ra dân số Nhật giảm, đó là một cái nguy, trong khi dân số Nhật lại là già, tức là lão hóa, tức là cái xã hội nó thiếu thiếu cái tiềm năng để mà giữ cho quân bình. Chính vì vậy chúng ta biết rằng là cái dân số cấu tạo là hình pyramid, người già thì ở ít ở trên, rồi người trung niên và người trẻ, do chiến tranh bệnh tật thì chết nó già như vậy, nhưng mà cái pyramid của Nhật nó từ từ cái đỉnh nó nở ra, nó thành hình trụ và cuối cùng nó thành hình pyramid ngược. Đó là tình trạng của một hai quốc gia ở Âu Châu cũng vậy, thì dân số giảm. Chính vì vậy họ nhận nhiều những người lao động vào. Tuy rằng người lao động vào thì cũng gây rất là nhiều cái phiền hà, bởi vì dân Nhật là một cái dân tộc tương đối là thuần chủng và kỷ luật ngăn nắp. Thế thì người ngoại quốc tứ xứ vào thì mỗi người lại đem một cái phần văn hóa của mình vào đây. Thế nhưng mà người Nhật thì thiếu nhân công. Thí dụ như những cái ngành sản xuất lớn họ có thể đưa ra nước ngoài nhà máy được, nhưng mà thí dụ như cái ngành xây dựng, phá nhà, đào đường, những cái việc tại chỗ thì không thể đem đi đâu được, cho nên họ vẫn phải nhận người, và con số bây giờ là lên tới 500.000. Cho biết một số những cái thông tin hữu ích về sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở bên Nhật Bản cũng như là của người bản xứ. Thì thưa quý khán thính giả, để bắt đầu chương trình câu chuyện thời sự ngày hôm nay thì Bích Trâm xin đưa ra một số bối cảnh để có thể mời học giả Đỗ Thông Minh phân tích. Vâng, thưa quý vị, tại diễn đàn khu vực ASEAN vào tháng 7 ở tại Indonesia vừa qua thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken đã lên tiếng kêu gọi những cái nước Đông Nam Á nên đoàn kết lại trước chính sách mang tính mà ông gọi là cưỡng ép của Bắc Kinh để mà bảo đảm tự do hàng hải ở vùng Biển Đông cũng như là để duy trì hòa bình, ổn định ở tại eo biển Đài Loan. Và đồng thời tại Indonesia thì chúng ta cũng nghe ông Blinken và Ngoại trưởng của EU, tức là Liên hiệp châu Âu, đồng thanh lên án thái độ hung hăng của Ngoại trưởng Nga là Sergey Lavrov khi mà Nga đã đổ thừa trách nhiệm cho Mỹ về mọi vấn đề trên thế giới, đặc biệt là liên quan đến cuộc chiến Ukraine. Chúng ta biết là cuộc chiến này nó được xem là đang khiến cho Nga và Trung thắt chặt hợp tác về quân sự và kinh tế, với Trung Quốc là cái bên mà gọi là cầm trịch trong cái mối quan hệ Nga-Trung để mà đối trọng lại với khối NATO do Hoa Kỳ đang lãnh đạo để mà hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Thưa quý vị, Hoa Kỳ tiếp tục xem Trung Quốc là đối thủ chính của mình về lâu dài, nhưng mà đôi bên đều cần nhau trong một số lĩnh vực từ kinh tế, tài chính cho đến kiểm soát biến đổi khí hậu. Và chính phủ của Tổng thống Joe Biden trong những tháng gần đây đã tìm cách kiểm soát vấn đề căng thẳng quan hệ để mà tránh bùng lên xung đột qua những cái chuyến công du Bắc Kinh của những viên chức cao cấp của chính phủ Mỹ gần đây. Bây giờ Bích Trâm xin đặt câu hỏi cho học giả Đỗ Thông Minh. Vâng, thưa ông, trong bối cảnh xung đột giữa các nước lớn Mỹ, Trung, Nga ngày càng nghiêm trọng như Bích Trâm vừa mới liệt kê, thì Việt Nam chúng ta biết là cái nước mà vốn có vị trí địa chính trị trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở của Hoa Kỳ. Và Việt Nam cũng là cửa ngõ để xuống phía Nam của Trung Quốc, cho nên Việt Nam được các cường quốc khu vực hết sức ve vãn. Xin mời học giả có thể nói về chiến lược ngoại giao mà Cộng sản Việt Nam gọi là cây tre. Và cái chiến lược này, thưa ông, nó đang được thể hiện ra sao để mà cân bằng và đa phương hóa những cái mối quan hệ ngoại giao quốc tế để mà bảo vệ lợi ích cho Việt Nam? Dạ vâng, thưa quý chị và quý khán thính giả, cái từ mà ngoại giao cây tre có lẽ được nói tới gần đây thôi. Trước đây thì Cộng sản Việt Nam đứng hẳn về một phía, bởi vì nó được ra đời từ cái khối cộng sản.
cho nên đứng hẳn về một phía thì lúc đó nó gọi là ngoại giao đơn phương và đối đầu, tức là chỉ đứng một phía thôi và đối đầu với một phía, đó là cái từ chính họ dùng. Thế thì bây giờ đó họ không có một cái hiệp ước với bất cứ nước nào về vấn đề an ninh sau một cái cuộc chiến dài và tình thế nó đã thay đổi và cái khối cộng sản thì sụp đổ, cho nên Việt Nam thì bắt đầu liên hệ nhiều với lại các cái nước tư bản và đặc biệt là nước Mỹ như bây giờ. Cho nên Việt Nam chủ trương như chúng ta biết là cái cuốn Bạch Thư là 3-0, tức là không lập cho nước nào lập căn cứ tại đất mình, không liên kết với nước nào để đánh nước nào, và coi như là không hỗ trợ nước nào để mà đánh nhau vân vân. Thế thì mới đây thì cái Bạch Thư thêm một cái điểm thứ tư nữa, tức là không dùng vũ lực để uy hiếp hoặc là nổ súng trước vân vân. Thì đó là cái thế tình thế nó thay đổi, Việt Nam phải chọn một cái thế đứng trung dung, và từ đó họ chủ trương gọi là ngoại giao đa phương, tức là ai cũng là bạn cả. Thế thì ngày xưa họ không có cái những cái loại câu đó, cho nên cái gọi là chiến lược cây tre đó, thì chúng ta biết rằng cây tre nó là một cái biểu tượng quan trọng của Việt Nam. Chúng ta có những cái từ là tre làng, lũy tre làng, tức nó là coi như là bảo vệ làng xóm, và đồng thời cái thân cây tre cũng dùng để mà làm rất nhiều những cái vật dụng gia dụng của chúng ta. Ngày xưa chúng ta khai thác gỗ nhưng mà chưa có nhiều, nhưng mà cây tre đối với những miền thôn quê thì vẫn là cái vật liệu chính để sản xuất. Thành ra cây tre gắn liền với người Việt Nam chúng ta có lẽ từ cái thời mình còn ăn lông ở lỗ cơ, tức là vài chục năm rồi. Thì ở riêng ở miền Nam chúng ta thấy là thời ông Ngô Đình Diệm hoặc là những cái con dấu của phía miền Nam mình vẫn dùng cái cây tre. Cây tre nó có cái đặc tính như chúng ta biết là thân nó thẳng và nó rỗng. Thì thân thẳng là tượng trưng cho sự cương trực, và cái rỗng đó là tượng trưng cho cái sự là trong sạch, tức là không có chứa cái ẩn ý gì cả, cho nên cái ý nghĩa cây tre gắn liền với chúng ta. Thì đến bây giờ Việt Nam ở trong cái thế không có đồng minh thực sự, thì cũng có bạn bè và có ngoại giao với hầu hết mọi nước trên thế giới. Thế nhưng mà nếu mà chiến tranh xảy ra thì không có một cái đồng minh nào cả. Cho nên là Việt Nam thì cũng muốn ngả về phía Hoa Kỳ nhiều, nhưng mà cái nặng nợ quá khứ đối với Nga và nhất là đối với Trung Quốc. Thì chúng ta biết rằng cái cuộc chiến tranh quốc cộng đó, nó khởi đi từ ông Hồ Chí Minh đi Nga, rồi từ Nga mới qua Trung Cộng. Nhưng mà cái viện trợ của Nga đó thì tương đối là khoảng, trong cuộc chiến quá khứ là khoảng 7 tỷ rúp, tức là tương đương với 11 tỷ đô la, còn Trung Cộng đó thì nó khoảng 20 tỷ, mà Nga sau này xóa hầu hết nợ cho Cộng sản Việt Nam. Còn tàu thì như thế nào thì không rõ, không biết là Việt Nam trả nợ cái tàu như thế nào. Ngoài ra nó còn có cái nợ xương máu nữa, tức là khoảng 1.500 lính tàu chết ở tại Việt Nam. Rồi thêm một cái điểm thực tế, tức là hai quốc gia liền biên giới, cho nên là trong quá khứ thì nó tiện cho Việt Nam trong vấn đề nhận tiếp tế, nhưng mà nếu chiến tranh thì nó lại là một cái họa. Thí dụ như cái con đường mà hữu nghị từ Lào Cai đi vào tới Yên Bái đó, thì ngày xưa đó mình gọi là hữu nghị bởi vì tàu đã xây dựng giúp cho Việt Nam. Nhưng mà đến khi chiến tranh năm 1979 thì chính con đường đó là tàu đã đưa quân vào Việt Nam. Thành ra sau này bỏ cái tên đường hữu nghị đi và đổi thành con đường đại lộ 179. Đó, quý vị thấy thời thế nó thay đổi, cho nên cũng là một cái con đường đó. Một ngày nào đó thì cắt băng khánh thành hữu nghị, nhưng một ngày nào đó thì quân xâm lược nó đi vào con đường đó. Cho nên ngày nay đó, tàu đang mở rộng những vấn đề nhất đới nhất lộ và những con đường vành đai trên bộ và hải lộ trên biển, thì nó tốt cho cái vấn đề giao thương. Thế nhưng mà một mặt khác thì những cái vị trí này đó, tàu đi kèm với những căn cứ quân sự để bảo vệ, cho nên có thể nó cũng lại là một cái nguy cơ ngầm. Và chúng ta thấy rằng là cái đó là một cái tham vọng quá lớn khi mà đi qua 60 nước. Thì mới đây Italy cũng đã tuyên bố rút khỏi cái kế hoạch này, và biết đâu nếu mà tàu không khéo thì cái dự án mà lên tới 5.000 tỷ, 500 tỷ, 1.000 tỷ này nó sẽ lại trở thành một cái bẫy nợ của chính Trung Quốc. Thì Trung Quốc đương nhiên là muốn hướng tới Việt Nam, nhưng mà nó cũng còn rất là e dè, nói chung là Việt Nam rất là e dè trong vấn đề. Vâng, xin cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh về cái phân tích khá là thú vị và cũng rất là sâu sắc xung quanh chiến lược ngoại giao cây tre của Việt Nam cũng như là cái mối quan hệ
lâu đời giữa Việt và Trung. Vâng, thưa quý vị, trở lại để nói về quan hệ Mỹ-Việt, thì chúng ta biết là từ cả 10 năm nay là quan hệ Mỹ-Việt nó dậm chân ở mức đối tác toàn diện, tức là cái mức hợp tác thấp nhất. Và ở mức này thì phải nói là thiếu vắng cái sự tin tưởng lẫn nhau giữa đôi bên. Thì Tổng thống Joe Biden đã nói là phía Việt Nam muốn gặp ông để mà nâng cấp thành gọi là đối tác lớn cùng với Nga và Trung Quốc. Thì hiện nay cả Nga và Trung là đều có những cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, tức là cái mức hợp tác cao nhất. Và như vậy thì trong tháng tới, Tổng thống Joe Biden, tức là người mà từng gọi là lẩy kiều với ông Trọng vào năm 2015 khi mà vị Tổng bí thư của Việt Nam sang thăm Mỹ, và đôi bên cũng đã điện đàm với nhau hồi tháng 3 năm nay. Câu hỏi đặt ra là liệu nhân chuyến đi dự G20 ở Ấn Độ lần này, Tổng thống Biden có dàn xếp để mà gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Việt Nam? Ví dụ như người ta đã nói đến khả năng là ông Biden có thể ghé Hà Nội trước khi mà ông sang New Delhi để mà dự G20. Và người ta cũng rất là thắc mắc là liệu lần này Việt Nam có nâng cấp quan hệ với Mỹ, có thật sự làm như vậy hay không? Mặc bởi vì sẽ làm cho người bạn vàng 4 tốt, 16 chữ vàng đó, tức giận. Thưa học giả Đỗ Thông Minh, ông dự đoán ra sao? Dạ vâng, như chúng ta thấy cái dự đoán là ai cũng có thể thấy được là cái khó khăn của Việt Nam. Tại sao thời nay coi như là bang giao với mọi nước nhưng mà trắng tay trong cái vấn đề mà liên kết với bất cứ nước nào. Cho nên rằng là cái tình hình nếu mà Trung Quốc ở cái thế càng giàu càng mạnh thì tự nhiên càng bành trướng. Cái đó là cái lẽ tự nhiên của mọi quốc gia, Nhật Bản và thời Thế chiến cũng vậy. Khi mà mạnh lên thì tự nhiên đi vào bành trướng, và cái chế độ thực dân nó cũng là hệ quả của cách mạng kỹ nghệ. Thế thành ra cái chuyện nói chuyện không tránh khỏi. Thế thành ra cái vấn đề của Việt Nam là làm sao để bảo vệ đất nước thì nó có rất là nhiều cách. Thứ nhất là cái quan trọng nhất là một quốc gia mình nhỏ thì mình phải đoàn kết để tạo dựng một cái tiềm năng bảo vệ đất nước. Nhưng mà đối với Đảng Cộng sản thì tôi nghĩ là không làm được việc này. Họ có thể dùng vũ lực để chiếm được miền Nam, nhưng mà họ không có cái chính nghĩa và không có một cái tư thế để mà đoàn kết dân tộc. Đó, thành ra nếu mà dân tộc không đoàn kết kết thì trong lịch sử quá khứ chúng ta cũng thấy những cái thời Trần Thủ Độ vân vân. Đó, thì khi mà chúng ta chia rẽ thì lại càng yếu và càng dễ bị phương Bắc xâm lấn. Đó là cái vấn đề. Thế thì trong cái tình hình mới này đó, thì phía Việt Nam kêu gọi là đại ngoại giao đa phương và mềm dẻo trong tình thế. Mà cái câu họ nói là chúng tôi không chọn bạn mà chúng tôi chọn chính nghĩa. Nhưng mà thế nào là chính nghĩa thì chúng tôi thấy rằng họ cũng lúng túng. Như là ông Nguyễn Chí Vịnh đã giải nghĩa, thì nói rằng Nga xâm lược Ukraine bằng mọi giá, thì xâm lược một dân tộc như vậy là không có chính nghĩa và Nga sẽ phải thua. Đây là cái điều mà cũng rất là lùng là ông Vịnh. Khi mà về hưu rồi, ông tuyên bố những câu rất là chắc nịch, nó phản lại cái đường lối chung của Đảng Cộng sản, cho nên nhiều tướng, nhiều dư luận khác cũng phản đối ông Vịnh. Và chúng ta biết rằng là đối với vấn đề kiểm duyệt, thì nhà Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay kiểm duyệt kể cả những lãnh đạo. Thí dụ như ông Nguyễn Xuân Phúc nói cũng bị kiểm duyệt, ông Nguyễn Chí Vịnh nói cũng bị kiểm duyệt, chứ không phải là không bị kiểm duyệt. Đó thì cái tình hình như vậy. Nhưng mà Việt Nam cũng ở một cái thế rằng là ở Đông Nam Á này, nếu mà muốn giữ yên Biển Đông, Nhật Bản hay là Hàn Quốc không có khả năng để làm tới cái mức như vậy. Cho nên Việt Nam vẫn phải dựa vào Mỹ. Cho nên chúng ta thấy rằng là các viên chức Việt Nam đi Mỹ rất thường, và các viên chức cao cấp của Mỹ từ Phó Tổng thống cho tới Ngoại trưởng liên tục đi Việt Nam để hai bên nối kết, và tới nay đã có 3 lần hàng không mẫu hạm vào Việt Nam. Nhưng mà trong cái vấn đề cây tre đó thì đôi khi nó có cái ý tốt mà nó cũng có cái ý xấu. Thí dụ như là Việt Nam chơi cái trò hai mặt. Một mặt thì mời hàng không mẫu hạm vào, một mặt thì lại chiếu những cái ngày đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Thì hai cái đó cùng một lúc có vẻ như Việt Nam muốn làm thăng bằng cái quan điểm của mình. Rằng là chúng tôi không hẳn theo Mỹ, chúng tôi vẫn chiếu những cái phim chống Mỹ. Thì một khi chúng ta không thật tình, có những cái người bạn thân, thì nếu mà chúng ta gặp nguy biến thì họ có giúp thì cũng chỉ giúp ở một cái mức độ giới hạn nào đó mà thôi. Đó, chứ họ không giúp hết mình được. Thành ra vì vậy cho nên cái tình thế tùy, nếu mà phía Trung Cộng cũng khôn khéo,
đừng có ức hiếp Việt Nam quá thì sẽ không đẩy Việt Nam vào phía Mỹ, còn nếu Trung Cộng mà ép Việt Nam quá thì sẽ đẩy Việt Nam về phía Mỹ. Thưa quý vị là phía Mỹ rất là mạnh ở cái vấn đề là lực lượng của họ và nhất là ngành tình báo, cho nên nếu mà về mặt quân sự đó mà Việt Nam muốn giúp đỡ như ngày hôm nay, Việt Nam vì vấn đề tiền bạc cũng như là về vấn đề e dè Trung Quốc cho nên chưa có mạnh mẽ mua vũ khí của Mỹ, mặc dầu Mỹ đã giải tỏa hết rồi, không có cấm vận những vũ khí nữa, nhưng mà Việt Nam cũng chỉ mua rất là ít. Nhưng mà nếu mà chiến tranh xảy ra thì tôi nghĩ cái điều đầu tiên là Mỹ có thể giúp Việt Nam là la làng lên là một nước lớn tàu ăn hiếp Việt Nam, đó là cái Mỹ thường làm. Và cái thứ hai nữa là đi đến cái vấn đề giúp những cái thông tin về tình báo. Mỹ là có vệ tinh và tàu bay là bay thường xuyên trên những cái đảo của Nhật và ngay cả nước Trung Quốc nữa, cho nên mọi cái rục rịch quan trọng thì Mỹ biết, và đối với vấn đề tình báo thì Việt Nam cần những cái này và phải biết rõ lực lượng của tàu là như thế nào để mà tìm cách đối phó. Và trong trường hợp cái chiến tranh nó tiếp tục leo thang thì cái dự trữ vũ khí của Việt Nam phần lớn là mua của nước ngoài, chỉ có thể chịu đựng được 3-4 tháng mà thôi. Thì trong trường hợp tiếp theo nữa thì phải làm sao? Thì Nga cũng là bạn của Trung Quốc và là một bạn hàng lớn và bây giờ là một bạn hàng chiến lược. Thành ra Nga nếu trong trường hợp này cũng chỉ là ở cái thế can ngăn, nghĩa là tránh vũ lực như là chủ trương của Việt Nam cũng là tránh vũ lực bởi vì mình nước nhỏ. Thế nhưng mà không nói thể nói mà Trung Quốc có thể mà buông tha được, cho nên là tới một lúc đôi khi phải nhờ tới Mỹ, nhờ tới Ấn Độ, nhờ tới Nhật Bản vân 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 vân. Thì trong trường hợp như vậy Mỹ có thể cung cấp một số vũ khí giới hạn nào đó để đối phó hữu hiệu, bởi vì Mỹ nắm rất vững về vấn đề tiềm năng của tàu, cho nên là tàu sẽ sử dụng vũ khí nào và Việt Nam phải đối phó với như thế nào thì cái đó Mỹ rất là rành, thành ra Mỹ có thể giúp cái chuyện đó. Và cuối cùng như là thường lệ Mỹ sẽ cấm vận tàu, đó là những cái mà Mỹ có thể giúp Việt Nam như là đã cấm vận bây giờ, tức là cũng bao vây kinh tế và cấm vận đặc biệt là những cái ngành sơ mi conductor, tức là bán đầu thể mà công nghệ cao đó, tức là công nghệ mà 4-5 nano, nano là 1/1 tỷ của mét, mà 4-5 nano là cái kỹ thuật rất là nhỏ, thì mới có thể làm những cái vũ khí tối tân được. Đó, thành ra hiện nay một số những công ty của Nhật cũng vậy, cũng giống như là ông VinFast của mình đó, đi mua về ráp rồi bán. Đó, thành ra bây giờ Mỹ thì cấm vận và yêu cầu Đài Loan không có bán. Đài Loan là một nước nhỏ nhưng mà lại đầu tư và rất là mạnh về cái ngành semiconductor mà công nghệ cao. Đó, thành ra đó là những cái căng thẳng. Thì giữa những cái căng thẳng đó Việt Nam bây giờ may mắn là chưa có chiến tranh thì có thể là đứng ở giữa nói sao cũng được. Nhưng mà đến lúc mà có chiến tranh thực sự thì chắc chắn là lúc đó sẽ có đầy đủ lý do để bắt buộc phải đứng ở một phía nào đó. Đó, thì tôi nghĩ là cái tình hình nó diễn tiến có thể là như vậy. Vâng, thưa quý khán thính giả, học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản đang phân tích cho chúng ta về vấn đề nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như là khả năng sẽ thắt chặt hợp tác song phương về quân sự cũng là về kỹ thuật. Cụ thể là Việt Nam có thể dựa vào sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ cùng các đồng minh của Hoa Kỳ nữa, chứ không phải một mình Hoa Kỳ, trong bộ tứ, tức là Quad, là bao gồm có Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, là một cái liên minh quân sự để mà đối trọng với sức bành trướng của Trung Quốc ở tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Và như vậy thì sẽ giúp cho Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình trước sự lấn ép của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Trong bối cảnh vừa qua, xin nhắc lại là cái tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc nó đã tiến sâu vào vùng biển Việt Nam và nó ở lại đó trong suốt gần cả tháng trời, để mà cản trở hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam và của các đối tác. Đồng thời thì chúng ta biết là cuộc chiến Ukraine đã khiến cho võ khí của Nga tỏ ra kém cỏi và bộc lộ những cái yếu kém ở trên chiến trường Ukraine. Thì khả năng là Mỹ có thể trong ngày tháng sắp tới thay thế Nga để mà cung cấp võ khí cho Việt Nam. Nhưng mà cũng có lo ngại là hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam có thể là trở ngại trong lĩnh vực này. Thì bây giờ cũng xin chuyển qua để nói về, dĩ nhiên chúng ta đã nói về hợp tác an ninh, hợp tác kỹ thuật. Một cái lĩnh vực cũng rất là quan trọng đối với Việt Nam, đó là hợp tác thương mại
và Kinh tế, thì Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ là bà Janet Yellen trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 7 vừa qua, bà đã nói là Hoa Kỳ xem Việt Nam là một đối tác then chốt trong chiến lược mà bà gọi là friendshoring. Friendshoring, thưa quý vị, tức là Hoa Kỳ đang nhắm đến việc dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc đến những cái nước thân hữu, những cái nước thân thiện để mà giúp Mỹ giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Và bà Yellen lưu ý là Việt Nam đã trở thành một nút quan trọng ở trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, tức là những cái con chip điện tử, thì Hoa Kỳ đang nhắm đến Việt Nam có thể là một cái cơ sở sản xuất chips cho Hoa Kỳ. Và bà Yellen đã trích dẫn những cái khoản đầu tư lớn của các công ty Hoa Kỳ ở tại Việt Nam như là Intel. Intel hiện nay là có cơ sở sản xuất chips ở ngay tại Sài Gòn. Rồi Amkor Technology có nhà máy ở Bắc Ninh, vân vân. Thưa học giả Đỗ Thông Minh, liệu Việt Nam có triển vọng để mà trở thành một đối tác sản xuất tiềm năng của Hoa Kỳ hay không? Và lợi thế cũng như là thách thức của Việt Nam là những gì so với những nước như là Ấn Độ hay là các nước Đông Nam Á khác mà cũng đang được Hoa Kỳ nhắm làm mục tiêu cho friendshoring, thưa ông? Dạ vâng, thưa với chị, Việt Nam hiện tại có đối tác về kinh tế hàng đầu, đó là Hoa Kỳ. Tổng thương mại 2 chiều của hai nước là lên tới khoảng 120 tới 130 tỷ. Mà nó rất là đặc biệt, tức là nó không thăng bằng. Tức là Việt Nam xuất nhiều mà nhập ít. Tức là Việt Nam xuất siêu khoảng 115 tỷ mà nhập thì chỉ có 15 tỷ thôi. Tức là thặng dư lên tới 100 tỷ. Thì trước đây, trong quá khứ, một số đời Tổng thống Chính phủ Mỹ thì cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Nhưng mà trong cái tình thế hiện tại, ở cái thế là phe vãn muốn kéo Việt Nam về phía mình, cho nên Mỹ tạm thời gác cái vấn đề đó qua một bên. Như chúng ta thấy, với một cái ngành thương mại mà Mỹ nhập siêu tới 100 tỷ, thì đương nhiên là Mỹ không muốn và muốn ép Việt Nam. Anh không mua được hàng hóa tôi thì anh mua vũ khí, chẳng hạn như vậy. Đó, nhưng mà nói chung thì vũ khí Mỹ mắc, và phải nói rằng là từ cái quen vũ khí Nga mà chuyển sang vũ khí Mỹ thì nó cũng phải có một thời gian chuẩn bị, chứ không phải là mua một cái về liền giống như Ukraine. Chúng ta thấy đó cũng gặp khó khăn khi mà sử dụng vũ khí của các nước Tây phương giúp đỡ, bởi vì họ theo tiêu chuẩn nói chung là của Nga chẳng hạn. Thành ra bây giờ thích mua máy bay thì quá mắc, những cái chiếc F-16 cho tới F-15 hoặc là F-35 là vân vân. Bây giờ F-35 nó lên tới cả 100 triệu và những cái máy bay không người lái mà loại tối tân nó lên tới cả 100 triệu. Thì tôi nghĩ rằng là sợ Việt Nam không có tiền. Đó, cho nên Việt Nam mới có mua mấy cái không người lái nhỏ xíu, cái loại chừng dài chừng 2 thước thôi à. Mua chừng 5-7 cái chiếc thôi. Thành ra để coi như là quan sát vùng biển mình sơ sơ, chứ nó chưa có tính cách là vũ khí. Nó chỉ có tính cách tuần thám mà thôi. Vấn đề là cái ngân sách Việt Nam. Thì phải nói rằng là Việt Nam đang phát triển tạm tạm thì đụng phải cái Covid kéo dài 2-3 năm. Thì chúng ta biết là Việt Nam là khốn đốn vì cái vấn đề Covid, chết lên tới 40 mấy ngàn người và cả 11 ngàn người bị nhiễm. Thì ban đầu đó là Việt Nam nghĩ rằng là sau Covid thì mình sẽ vươn lên. Đó là một lối nghĩ bình thường. Nhưng mà có một cái chuyện thực tế là không ngờ sau Covid thì Việt Nam lại tiếp tục đi xuống. Đó là một cái chuyện mà không có thể ngờ được. Như là ông Đại tướng Tô Lâm, ông nói trước Quốc hội đó là chúng ta đã vượt qua những hệ lụy của Covid, cho nên khi mà chấm dứt Covid rồi thì chúng ta sẽ cất cánh và phát triển kinh tế có thể lên tới 8,2%. Nhưng mà thực tế ra trong 6 tháng đầu năm 2022 thì chúng tôi đã xem rất là nhiều hình ảnh của những người, người ta quay video về các thành phố, thì chúng tôi thấy rằng là chợ búa ế ẩm và các cái cửa hàng bằng những cái con đường chung quanh chợ đó, ngày xưa là những cái khu thương mại sầm uất, thì hôm nay đó là 40-50 thậm chí tới 90% đóng cửa. Đó là một cái hiện tượng mà chưa từng có, nghĩa là có thể nói là nó tệ hại còn hơn cả thời Covid nữa. Thì lý do tại sao thì xin thưa vấn đề là như thế này, nó không đơn giản là hết Covid thì bây giờ mình tự do đầu tư và buôn bán, mà vấn đề những nhà đầu tư và buôn bán đó, họ đã bị kiệt quệ trong 2 năm qua. Đó, tức là lúc đầu bị Covid thì họ ráng cầm cự. Thành ra chưa thấy cái hoang tàn của họ. Nhưng mà khi họ cầm cự 2 năm rồi thì chúng ta biết
bình thường thì cũng không có ai có vốn hơn để mà cầm cự như vậy. Ngay cả chúng tôi coi cái chợ Bến Thành có lúc chỉ còn có chừng 10-15%, mà cũng chỉ là ngồi ngáp ruồi nhiều hơn. Cửa tiệm hàng hóa thì có nhiều chứ không phải không, nhưng mà số người mua quá ít, cho nên mà lý do đó họ phải đóng cửa, cũng như là một số cửa tiệm đó, chịu không nổi cái cửa tiệm mặt đường, mặt tiền như mình vẫn có thì phải rút về nhà hay rút về kho, rồi dùng cái hình thức đó là mua hàng online rồi shipper chở tới. Chính vì vậy thì các cái phố xá ngay như Hai Bà Trưng, Hàm Nghi, Lê Lợi, Tự Do là tiêu điều đó, ngày nào cũng là tiêu điều hết. Cho nên là theo cục thống kê đó thì 6 tháng đầu năm là Việt Nam phát triển là 3,72%. Mà xin thưa, đó là thống kê của nhà nước, mà thống kê của nhà nước cộng sản là một cái gì bất tín, không thể nào tin được. Cá nhân của tôi không bao giờ tin con số của nhà nước đưa ra hết. Nhà nước luôn luôn đưa ra con số mà nghe và giải thích nó có vẻ phải chăng để người dân an lòng, để người dân đỡ chống đối mà thôi. Chứ còn trên thực tế tôi nghĩ rằng là may ra là được 2%. Nếu mà 6 tháng đầu năm 2%, thì 6 tháng cuối năm chúng tôi nghĩ nó cũng chỉ như vậy thôi. Tức là năm 2023 này là may lắm thì được 2%, cho tới tối đa là 2,5%. Và qua tới năm 2024 cũng không có gì khá hơn hết. Chị có thể tưởng tượng là ở tại Việt Nam có hàng ngàn chung cư bỏ trống và hàng chục ngàn những biệt thự villa trị giá từ 500 ngàn cho tới 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Nghĩa là xây dựng lên những cái cư xá rất là hoành tráng. Thế nhưng mà bây giờ bỏ hoang. Ví dụ như là cái khu Ba Son, cái đất Ba Son á, là giải tỏa và VinFast đã mua và cất 500 cái biệt thự. Chị tưởng tượng bây giờ chưa có ai ở hết và cũng chưa biết tương lai bao giờ ở hết. Và nhà ở Việt Nam xây cất đó, bây giờ đó, nó là một cái sản phẩm để đầu tư, đầu cơ chứ không phải là để ở. Thí dụ như bây giờ tôi thấy cái tình hình địa ốc nó đang tốt, lý do họ giải thích là trái đất thì nó không có nở ra nhưng mà dân chúng thì gia tăng. Mình trước đây miền Nam và Bắc cộng lại có 38 ngàn thôi, mà bây giờ 38 triệu thôi mà bây giờ lên tới 100 triệu. Xin lỗi quý vị. Lên tới 100 triệu thì người tăng gần gấp 3, mà diện tích đất thì có như thế thôi. Cho nên cái việc mà đầu cơ nhà đất là chắc chắn là lời. Đó là cái dẫn dụ. Thành ra người ta đổ tiền ra, người ta xây dựng nhà cửa rất là nhiều. Thế bây giờ tôi nói thí dụ là cá nhân tôi không có đủ tiền mua một căn nhà 1 triệu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mua thì sẽ có lời nhiều. Đó là cái lời mau nhất. Thí dụ như 6 tháng sau thì nó lên 1,3 triệu, rồi 6 tháng sau nữa nó lên 1,5 triệu, 2 năm thì nó lên 2 triệu. Thành ra tôi bằng mọi cách tôi xoay ra vốn để mà tôi đầu cơ, chứ không phải là tôi mua căn nhà nó để ở. Tôi vốn là một trung lưu hoặc một người nghèo thì không thể nào tôi mua căn nhà như vậy được. Thế thành ra họ phải đi vay tiền, họ cầm sổ đỏ rồi mượn bạn bè, mượn ngân hàng, vân 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 vân. Thế nhưng mà cái sốt nhà đất Việt Nam nó nhanh quá, nó chỉ có chừng 1-2 năm rồi bây giờ nó xẹp. Thì cái căn nhà mà mình mua đó bây giờ không ai mua, mà căn nhà mình thì cầm cố rồi mượn ngân hàng, thành ra bây giờ phải trả những cái số nợ đó. Thành ra bây giờ tới cái tình trạng người ta nói một cái câu là người nghèo cũng khổ, tức là cái nhà đang có thì không bán được, còn cái nhà đang ở thì ngân hàng nó siết, thành ra rơi vào cái tình trạng có thể vô gia cư luôn, tức là đang giàu biến thành nghèo. Đó là cái vấn đề địa ốc mà vâng. Trung Quốc nó cũng trong cái tình trạng tương tự. Vâng, Bích Trâm xin tiếp lời học giả Đỗ Thông Minh. Hồi nãy ông có nói là sau Covid thì nền kinh tế của Việt Nam thay vì đi lên thì lại đi xuống. Quả thật là như vậy, kính thưa quý vị. Kinh tế của Việt Nam rất là phụ thuộc vào kinh tế toàn cầu, bởi vì Việt Nam xuất cảng hàng hóa sang những cái nước khác mà kinh tế toàn cầu nó chậm lại. Cho nên xuất cảng của Việt Nam theo thống kê từ trong nước tính chung 7 tháng đầu năm là sụt giảm 10,6%. Thưa quý vị, là gần 11%. Đó, đây là thống kê từ trong nước 7 tháng đầu năm. Và như vậy thì Việt Nam đang đối diện với tình trạng thất nghiệp tràn lan, bởi vì nhiều công ty họ mất đơn đặt hàng, họ phải cắt giảm công nhân, hoặc là thậm chí là họ phải đóng cửa. Và thị trường quốc nội của Việt Nam thì bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề như là khủng hoảng trái phiếu, khủng hoảng bất động sản, như là học giả Đỗ Thông Minh vừa mới nói đến về vấn đề đầu cơ bất động sản, vân vân.
thì lĩnh vực địa ốc trước nay chúng ta biết là nó được xem là một cái trụ cột tăng trưởng nội địa, nhưng mà nó đang gặp khủng hoảng. Và những cái đại án như là chuyến bay giải cứu, rồi Việt Á sắp tới đây, phải nói là những cái án này nó phơi bày những cái cách chiếm đoạt tài sản trắng trợn, cũng như là vấn đề suy thoái đạo đức của các viên chức Cộng sản Việt Nam. Và như vậy thì nó đưa ra những cái tín hiệu khá là tiêu cực trước cộng đồng quốc tế, và có thể là sẽ ảnh hưởng đến đầu tư quốc tế không chừng. Và không thông thường, thưa học giả Đỗ Thông Minh, khi mà một nền kinh tế bị khủng hoảng như vậy thì chính phủ họ có thể gia tăng đầu tư công để mà họ gọi là kích cầu đó, tạo công ăn việc làm hay là thúc đẩy sản xuất. Nhưng mà vấn đề ở đây, giới phân tích nói là cái cuộc chiến chống tham nhũng hay là đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đến việc là những cái viên chức Cộng sản Việt Nam họ rất là ngần ngại trong việc khai triển đầu tư công, bởi vì họ ngại là mắc sai lầm gì đó thì sẽ bị ông Trọng quăng vào lò. Và đầu tư công mà không được chấm mút, không được ăn phần trăm trong đó thì họ cũng không có dạy gì mà làm. Thưa học giả, Việt Nam từng bị gán cho danh hiệu là đất nước không chịu phát triển bởi vì quốc nạn tham nhũng. Và theo giới phân tích thì muốn trị dứt điểm tham nhũng thì phải thay đổi thể chế để mà có được quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, có được sổ sách minh bạch thì mới mong trị được tham nhũng. Chứ còn đốt lò thì chỉ là một cái hình thức thanh trừng nội bộ, cũng như là một màn trình diễn cho quốc tế xem mà thôi. Câu hỏi đặt ra thưa học giả Đỗ Thông Minh, liệu thể chế độc đảng toàn trị của Việt Nam có phải là một trở ngại cho vấn đề phát triển kinh tế và ngăn cản ước mơ gọi là hóa rồng để mà trở thành một con cọp mới của nền kinh tế Á Châu của Việt Nam hay không, thưa ông? Dạ vâng, thưa gì, thực tế thì nó là như vậy. Bất cứ chế độ độc tài nào thì cũng phát triển, ngăn cản cái sự phát triển của quốc gia. Việt Nam mình có một cái câu, tức là bây giờ nhà giàu cũng khổ hay nhà giàu cũng khóc. Và bây giờ chị, nếu mà chị coi được một số những cái quảng cáo về cho thuê lại hoặc bán nhà đất ở Việt Nam, chị không thể tưởng tượng được. Họ quảng cáo những cái quảng cáo rất là ngây ngô, rất là bình dân và rất là nói lên cái tệ hại không còn chịu đựng nữa. Tức là nói thẳng là hết tiền phải bán để mà sống, bán lỗ, bán dưới giá, đó, như vậy đó. Và chị có thấy được cái hình ảnh mà người ta chạy sổ đỏ ra đường không? Ra mặt đường đó, chứ không phải là lề đường, không phải họ để trên lề đường mà họ bày ra mặt đường luôn. Tức là xe đi ngang đó để ngó. Tại vì sao? Nếu mà cứ ngồi ở trong những cái căn phòng sang trọng tiếp khách đó, thì không có khách nào vô hết. Thì bây giờ phải đem sổ đỏ ra lề đường để khách đi qua tò mò, nhắm coi có cái nhà nào mình mua được không thì mình mua. Đó, không có một cái chế độ nào trên thế giới mà tôi thấy nhà cửa là một cái món hàng thuộc loại đắt nhất trong tất cả các cái giao dịch, mà bây giờ nó bò ra tới lề đường rồi, mặt đường rồi, thì đủ thấy rằng là cái tệ hại nó như thế nào. Và cái vấn đề mà nhà nước chúng ta đó, theo như thông báo đó, thì cái chữ kim của Việt Nam lên tới 90 tỷ. Và lại có một nguồn tin khá đích xác nữa, tức là Việt Nam mua công trái của Mỹ là lên tới 40 mấy tỷ là lúc cao nhất, và bây giờ thì xuống là 37 tỷ. Tức là tiền công quỹ có thể hết, nhưng mà một số tiền chữ kim vẫn còn, thì vẫn có thể lấy cái tiền đó để mà hỗ trợ cho cái sự kích cầu. Thì chúng tôi lạ lùng là suốt 6 tháng qua không nghe tới nhà nước nói kích cầu gì cả, mà trong khi lại nghe nói là Bình Dương 80.000 người thất nghiệp, và có thể là tới năm 2030, nghĩa là đại đa số những người công nhân đó mà về hưu đó sẽ, hay là công chức đó, sẽ không có lương hưu. Tức là cái sổ hưu đó, cái tiền hưu đó, họ đã lạm dụng, họ dùng đầu tư vào những cái việc khác và hầu hết cũng bị lỗ. Tức là cũng toàn gặp là những cái nợ xấu, cho nên là lúc đó sẽ không có tiền trả tiền hưu nữa. Thì với những cái yếu tố xấu như vậy đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là như chúng tôi vừa trình bày, từ nay cho tới cuối năm tình hình tiếp tục như vậy và kéo dài qua tới năm 2024, cho tới khi nào Việt Nam có những cái thay đổi đột phá, khi mà thấy cái tình hình quá nghi ngập đột phá. Còn nếu mà cái tình hình như bây giờ thì chỉ thấy là Việt Nam chúng ta có một cái tình trạng cũng chưa bao giờ có, đó là cái tình trạng chỉ nói là không dám làm việc đó, tức là ở cái tình trạng tê liệt toàn diện.
tại vì mua thì với giá đắt của những cái tập đoàn coi như là lợi ích, thành ra mua thì phải giá đắt rồi nhận cái lãi quả đó, chứ còn mua giá chính thức thì không bao giờ có hết, mà nhận lãi quả thì sớm muộn có thể sẽ bị vào tù, bởi vì tới ông Nguyễn Xuân Phúc, tới ông thủ tướng thường trực rồi phó thủ tướng vân vân, mà phó thủ tướng mà còn phải nghĩa là mất chức thì huống chi là những cái ông giám đốc ở dưới này. Thành ra một quốc gia tự nhiên nó đi vào cái tình trạng là tê liệt, nhân công không dám làm gì hết, rồi ngay trong ngành giáo dục cũng vậy, lương ít quá mà họ bị chèn ép quá, y khoa cũng vậy, họ quá vất vả thì họ đã học tốt nghiệp rồi đi làm rồi mà bây giờ họ bỏ nghề, thì tình trạng đất nước của chúng ta có thể nói rằng là gặp khó khăn tứ bề, chưa bao giờ ở trong một cái tình trạng, ngày xưa nó là ở tình trạng yếu kém, nhưng ngày hôm nay á, thì nhân lực có thể có một số, thế nhưng mà làm việc thì không được ở trong một cái bối cảnh như vậy. Đó là cái tệ hại mà không từng có, và chính phủ tới bây giờ chúng tôi thấy cũng chưa thấy đưa ra một cái chính sách nào tích hợp có thể giúp cho Việt Nam thoát được cái cảnh này. Vâng, như vậy thưa học giả Đỗ Thông Minh, xin hỏi tiếp là nếu như khủng hoảng kinh tế của Việt Nam nó có nguy cơ kéo dài, rồi nhìn qua đất nước ở phương Bắc, tức là Trung Quốc, hiện nay kinh tế Trung Quốc cũng rất là, phải nói là lao đao sau 3 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19, thì đà phục hồi hậu COVID của Trung Quốc phải nói là khá là yếu kém. Một phần có thể là vì những cái biện pháp cực đoan của Tập Cận Bình. Chúng ta biết cái luật, cái gọi là luật chống gián điệp mới của Trung Quốc mà Tập Cận Bình ban hành gần đây mới có hiệu lực hồi đầu tháng 7 đó. Nó gây khó khăn rất nhiều cho những cái công ty Âu Mỹ mà làm ăn ở Trung Quốc. Như vậy thì đàn anh Trung Quốc thân mình còn chưa lo, lo chưa xong. Làm sao hỗ trợ cho đàn em Việt Nam được? Trong khi đó thì chúng ta nhớ là hồi tháng 3 vừa qua, 50 đại công ty của Hoa Kỳ với những tên tuổi lớn như là Boeing, như SpaceX đã sang thăm Việt Nam để mà tìm cơ hội đầu tư. Thưa học giả, phải chăng đây lại thêm một động lực để mà Việt Nam xích lại gần Mỹ? Nhưng mà hồi nãy học giả có nói là đây là cái chiến lược đánh đu của cây tre Việt Nam chứ không phải một cái hình thức thoát chung mà người dân Việt Nam mong đợi, một phần bởi vì kinh tế Việt Nam quá là lệ thuộc vào Trung Quốc, thưa ông. Dạ vâng, cái điều cuối câu cuối cùng của chị nói là cũng đúng, ở cái chuyện rằng là Việt Nam á, là một cái công trường nhỏ, mà cái công trường này cần những cái vật liệu để chế tạo sản phẩm như là vải vóc da chẳng hạn như vậy thì lại nhập từ Trung Quốc nhiều đó, cho nên nếu mà có cái căng thẳng đó thì Trung Quốc mà ngăn chặn cái đó thì tự nhiên những ngành giày da và quần áo của mình là bị kẹt. Rồi thêm nữa là Trung Quốc là một cái thị trường về hoa quả của Việt Nam, thì nếu mà Trung Quốc lấy cớ này lấy cớ kia mà ngăn chặn thì Việt Nam cũng bị ứ đọng ở cửa khẩu đó. Thành ra Việt Nam á, thì xuất siêu đối với Mỹ nhưng mà nhập siêu rất lớn đối với tàu, và lấy cái đó làm cái nguồn vật liệu để sản xuất, cho nên là nếu mà có những cái bang giao căng thẳng đó thì Việt Nam cũng rất là bị nguy, Trung Quốc mà ngăn chặn rất là bị nguy. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh một cái chuyện là chúng ta không rành tình hình Trung Quốc lắm, nhưng chúng ta nên nhớ Việt Nam là một mini Trung Quốc đó, Trung Quốc làm gì thì Việt Nam bắt chước về cơ bản, cho nên chúng ta hãy nhìn kinh tế Việt Nam thì chúng ta có thể suy ra kinh tế của tàu. Tàu thì với 3 năm mà thắt chặt ai ở đâu thì ở đó về vấn đề Covid, cộng thêm với lại những cái vấn đề mà chuỗi cung ứng tình hình thế giới thay đổi, có thể tàu bây giờ thân với Nga mua được một ít năng lượng với giá rẻ, nhưng mà chung với thế giới thì mọi thứ đều bị thê thảm, và tình trạng của bên tàu về vấn đề chung cư và địa ốc thì cũng y chang như Việt Nam, tức là cũng bị đông lạnh về cái vấn đề mà địa ốc đó, thành ra nợ rất cao. Cái phát triển của có một cái ông chuyên gia kinh tế và môi trường về địa ốc ở Việt Nam thì có nói là không có quốc gia nào phát triển bằng thương mại địa ốc cả. Tức là cũng đất của mình rồi mình bán qua bán lại thôi. Đó, phát triển thì phải là sản xuất mới là phát triển và xuất cảng, chứ còn địa ốc mua qua mua lại rồi bong bóng bọt rồi bể bong bóng thì cái đó là không ích lợi gì. Bây giờ chị cứ tưởng tượng là mấy cả ngàn cái chung cư và chục ngàn cái biệt thự hạng sang tại Việt Nam bây giờ bỏ không, mà cái số tiền đổ vào đó đó có thể là hàng chục tỷ đô la, đúng không? Tức là tự nhiên mình có tiền
mình có thể dùng để đầu tư làm cái này cái kia, hoặc là thí dụ tình hình đất nước mà nguy khốn thiếu thực phẩm thì mình có tiền để mình mua, mình làm được rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ tiền đổ ra đất hết trơn, thành ra là biệt thự, mà biệt thự bây giờ không ai mua, không ai ở hết đó, vì nó là một món hàng đầu cơ chứ không phải là một món hàng là người ta xây cất để ở. Thế thì thành ra Việt Nam đã đầu cơ sai lầm. Bây giờ tôi xin lỗi, thí dụ một cái này để quý vị thấy nước Nhật hệ quả của cái xã hội phát triển thì đi tới bành trướng và đi tới xâm chiếm các nước ở vùng Tây Thái Bình Dương, và cuối cùng thất trận Thế chiến thứ hai. Thì quý vị biết nước nước Nhật có 60 thành phố tan tành, bị B-29 thả bom, và cuối cùng hai trái bom nguyên tử nữa, là 60 thành phố tan tành, nghĩa là bằng hết, chứ Việt Nam mình chỉ có vài nơi thôi, thí dụ như An Lộc hay là Quảng Trị mình chỉ đổ ba bốn thành phố tan rồi, còn Sài Gòn gần như còn nguyên vẹn, quý vị thấy không đó. Thế thì nước Nhật tan thành như vậy, mà khi Mỹ họ qua thống trị nước Nhật, họ lại chủ trương là nâng nước Nhật lên, kể cả nước Đức là thất trận được hưởng chương trình Marshall bên Nhật nữa, hai tài khoá 5 năm, mỗi tài khoá 5 tỷ, tức là viện trợ có 10 tỷ hai tài khoá rồi, là nước Nhật phục hồi. Tới năm 1964, tức là có 19 năm sau thôi, thì nước Nhật đứng ra đăng cai tổ chức Thế vận hội. Mà một quốc gia nào tổ chức Thế vận hội là đánh dấu quốc gia đó đã đạt lên tới là một nước phát triển tầm cao, đứng có hạng trong hàng đầu của thế giới. Tức là có 19 năm sau, một nước thua trận mà với 10 tỷ thôi. Còn Việt Nam đó là hối kiều hối từ cái lúc mà mua ba số năm vải xoa tới gửi tiền tức thời như bây giờ, ước lượng là trên 200 tỷ. Còn nhà nước đi vay đó, cộng thêm với lại đứng đỡ đầu cho một số công ty quốc doanh cũng là hình thức nhà nước vay, nhưng mà để tránh cái con số là vay nợ vượt quá quy định, nhưng mà tổng cộng số đó cũng là 200 tỷ. Thì quý vị biết là hơn 400 tỷ, chưa bao giờ Việt Nam mình có một số tiền lớn lao như vậy, quý vị thấy không? Cái năm mà 76 77 Việt Nam chỉ cần có 100 triệu để mua thực phẩm mà không có. Thế thành ra Nhật đó là có chính sách đứng đắn, và nhất là không có cái nạn tham nhũng, thì chỉ có với 10 tỷ của Mỹ thôi đã phát triển và trở thành một cường quốc. Còn Việt Nam 400 tỷ nhưng mà sa lầy vào cái vấn đề tiền bạc, và bây giờ đầu cơ vào vấn đề địa ốc là một cái sai lầm lớn đó. Thành ra bây giờ mà gỡ rút ra thì biết bây giờ rút chân đâu có nổi đâu, nhà bán không được, mà trong khi nhà thì có thể bị đang ở thì bị ngân hàng siết, bởi vì nộp sổ đỏ cho ngân hàng, vậy thì sẽ sống ở đâu? Tất cả nước mình sẽ loay hoay trong cái vòng mà thoát được cái vấn đề cái địa ốc cũng như là trái phiếu, là cũng một cái hình thức nâng giá giả lên như vậy, nâng lên cao để cho người ta đi theo, xong rồi bán hết rồi chạy như là Trịnh Văn Quyết đó. Mà tôi nói đùa với chị một cái chuyện là nó rất là mỉa mai, Việt Nam mình 100 triệu triệu dân mà có khoảng 8 8 người tỷ phú, 8 10 người thôi, mà bây giờ năm 2022 thôi đó thì đã có 4 5 người bị vào tù rồi. Tức là cái số tỷ phú hiếm vậy đó, mình ví như là người ta coi đó là những con vật hiếm vậy, là phải ghi vào sổ đỏ và cấm không có được sát hại. Thì bây giờ đất nước mình trong năm ngoái đã diệt mất một nửa đưa vào tù rồi, thì cái số còn lại tôi nghĩ cũng không bền, họ cũng đều là dựa trên địa ốc và những cái cách làm ăn bất chính. Thì nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta bị diệt chủng cái giống là tỷ phú này ở đất nước Việt Nam. Vâng, cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh, và kính thưa quý khán thính giả, vừa rồi là câu chuyện về triển vọng nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên một tầm cao mới của chương trình Thời sự hàng tuần. Thì người Mỹ người ta có câu nói là It's now or never, tức là nếu không bây giờ thì có thể là sẽ không bao giờ. Liệu rồi Việt Nam có thức thời, có biết gạt qua nỗi lo sợ đối với người láng giềng khổng lồ ở phương Bắc để mà thuận theo lòng dân và xích lại gần nước Mỹ hay không? Mặc dù Việt Nam có quan hệ truyền thống và quan hệ mật thiết với Nga và Trung, nhưng mà Hoa Kỳ mới là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Chưa kể chuyện là chỉ siêu cường Hoa Kỳ mới có thể là cái nước mà giúp cho Việt Nam bảo vệ chủ quyền lãnh hải, chủ quyền lãnh thổ trước sự lấn áp của Bắc Kinh. Và đã có rất nhiều phân tích xung quanh vấn đề là Ukraine của Thái Bình Dương không phải là Đài Loan đâu, mà có thể chính là Việt Nam. Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam hiện nay đang trượt dốc, cũng có thể sẽ hưởng lợi từ chiến lược friendshoring của Hoa Kỳ. Và như vậy thì Việt Nam sẽ đu dây cho đến khi nào? Khi mà cuộc chiến Ukraine nó đang khiến cho lằn ranh giữa khối những cái nước dân chủ
và những cái nước độc tài ở trên thế giới ngày càng trở nên rõ rệt và tách bạch hơn. Như vậy rồi đây, cây tre Việt Nam có đánh đu mãi được hay không? Hay là bắt buộc phải gọi là chọn bên? Và nếu phải chọn, tre Việt Nam có biết ngả theo mong ước của dân tộc Việt Nam, theo ý nguyện của các bậc tổ tiên mà đã trải qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước hay không? Vâng, xin cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh đã giúp thực hiện chương trình hôm nay, và xin cảm tạ sự theo dõi quý báu của quý khán thính giả, và xin kính chào, tạm biệt. Ôi chà, ok.